Với cái thùng xe này thì tôi nghĩ là sẽ phải được 3 cái thùng xốp hoặc là 2 cái tủ lạnh. Các bạn đang nghĩ cái gì đấy? Không đen tối như bạn nghĩ đâu. Ý của tôi là chiếc xe này có thể chở được trọng tải đồ rất là lớn. Và đó chính là chiếc xe Santong X10. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Các bạn có thấy chiếc xe này có điểm gì đặc biệt không? Nó là xe ba bánh, nhưng mà không phải là như những chiếc xe khác có phần mái che. Mà chiếc xe này lại có một cái thùng đằng sau. Chính xác, đây là một chiếc xe chở hàng, chuyên chở hàng nha. Còn có thể chở người được không? Có, bởi vì là vẫn sẽ có phần ghế ở đằng sau nha. Đó. Trước hết, khi mà nhắc đến xe của nhà máy Santong thì không thể nào mà không nhắc đến những logo ở trên chiếc xe này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhìn từ đằng trước nha. Ở bên trong đèn này, đó, có logo của nhà máy Santong. ST, chữ tiếng Anh. Còn bên dưới đây là chữ tiếng Trung này. Đó. Ở trên màn hình cũng sẽ có logo luôn. Rồi là in nổi ở trên phần da của ghế này, phần tựa lưng này, ghế đằng sau cũng có này. Đây, và tất nhiên không thể nào thiếu được ở phần bên rìa này rồi. Đó, xung quanh đều có logo của nhà máy Santong. Về chiếc xe này thì chúng ta có thể thấy rằng là màu sắc thì rất là bắt mắt đúng không? Màu đỏ tươi trẻ trung, được sơn tĩnh điện này, rất là bền màu. Và chiếc xe này thì có phần khung thép cực kỳ chắc chắn nha. Xe chở hàng mà, chở hàng thì lại càng phải chắc chắn hơn so với những chiếc xe chở người thông thường đúng không? Và cái phần đằng sau này cũng là bằng khung thép cực kỳ chắc chắn nha. Như ở phần đầu tôi đã nói, tôi nghĩ là có thể chở được không phải là 2 chiếc tủ lạnh đâu, thậm chí là còn nhiều hơn thế. Bởi vì khi chúng ta xếp dọc lên, hoặc là những cái đồ thùng này, hay là cây cảnh các thứ là rất là nhiều luôn á. Đó. Rồi tôi sẽ đi qua một chút về những cái thông số ở bên trên này nha. Thì thực ra thì về phần đằng trước của chiếc xe, màn hình ở đây sẽ là màn hình khá là sáng. Và ở đây sẽ có hai cái chế độ. Đầu tiên, một chế độ đầu tiên là chính là khá là tối này, để chúng ta có thể nhìn vào buổi tối. Và ấn thêm một nút nữa thì màn hình sẽ sáng lên để nhìn vào ban ngày như thế này. Và ở trên này thì tôi sẽ nhìn các thông số như là vận tốc này, và có cả quãng đường nữa. Tiếp theo đến chính là đèn. Đó, đèn ở đây được trang bị là đèn LED nha. Đằng sau cũng sẽ là đèn LED này. Xi nhan phải và xi nhan trái. Đây. Rồi, tiếp theo là phần còi. Còi của em này thì cũng ở mức tương đối, không quá to nhưng mà cũng không bị nhỏ đâu các bạn nhé. Tiếp theo, đấy chính là chế độ tiến lùi. Đó. Và cùng với đấy là ở bên dưới sẽ là chế độ về tốc độ. Tức là sẽ có chế độ vận tốc là 1, 2, 3. Đó, càng lên cao thì xe sẽ càng nhanh hơn. Và ở bên dưới này sẽ có nút P. Tức là khi mà chúng ta mới bật xe lên chẳng hạn này. Đó, thì các bạn chưa thể nào mà vặn cái xe này cho nó đi luôn được, chưa thể nào vặn ga được, mà chúng ta sẽ cần bấm một cái nút P này. Đó, thì lúc đó xe mới bắt đầu di chuyển nha. Bây giờ đi lùi này. Rồi, bây giờ tôi sẽ bóc phanh. Đây. Phanh cực kỳ là an toàn luôn đúng không ạ? Có bấm nút này. Khi mà chúng ta bấm nút vào như thế này rồi thì chiếc xe sẽ hoàn toàn dừng lại nha. Giả sử là ở trên xe có một em bé đang ngồi chẳng hạn, sợ là khi người lớn dừng lại nhưng mà chưa có tắt cái xe thì trẻ em lại vô tình là vặn ga thì xe sẽ vụt đi mất, rất là nguy hiểm. Nhưng mà không sao cả, bởi vì đã có cái phần khóa phanh này lại rồi. Như vậy thì trẻ em rồi có đó, vặn ga như thế nào đi chăng nữa thì xe cũng không di chuyển đâu, các bạn yên tâm nhá. Chỉ khi nào mà người lớn vặn cái phanh này thì lúc đó xe mới bắt đầu di chuyển nha. Đó chính là những điểm đặc biệt của em xe này. Và cũng nói về phanh thì tôi sẽ nói luôn về chiếc phanh chân. Đó, bên này cũng sẽ có phanh chân nha. Cực kỳ là an toàn luôn. Có thêm cả phanh tay. Để ví dụ mà đang ở trên dốc mà xe dừng ở một cái khoảng khá là dốc đi chẳng hạn, lúc đó cầu vi sai sẽ hoạt động này, là xe chống trơn trượt này. Cùng với đó là thêm cái chế độ phanh tay ở đây thì xe sẽ hoàn toàn đứng im luôn. Và sẽ cực kỳ an toàn cho các bạn, để chúng ta có thể là kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Xe Santong thì vẫn sẽ luôn kèm theo những chiếc khóa thông minh như thế này. Bây giờ nếu như các bạn muốn thao tác khóa thì chỉ cần nhấn 2 lần vào nút ở giữa. Và biểu tượng ở đây là chiếc khóa đang mở nha. Nhưng nhấn 2 lần thì xe sẽ khóa lại. Còn tôi sẽ bấm vào biểu tượng chiếc khóa này. Đó, để kích hoạt chế độ là chống trộm. Bây giờ tôi sẽ thử di chuyển và chạm vào xe. Đó, ngay lập tức xe sẽ có tiếng kêu rất là to như vậy. Và dần dần sẽ dừng lại hẳn. Không đẩy lên được nữa. Đó, kêu rất là to luôn đúng không? Và lúc này các bạn muốn tắt đi thì hãy ấn vào nút ở giữa. Xe sẽ tắt cái tiếng kêu vừa rồi đi nhá. Tiếp theo này, mở khóa từ xa. Đây, chúng ta sẽ bấm 2 lần vào chiếc biểu tượng thứ 3 ở bên dưới này. Lúc này màn hình đang sáng rồi.
Đó, và các bạn có thể để tạm chìa khóa vào trong chiếc hộp để đồ nhỏ xinh ở đây. Ở đằng trước này chúng ta sẽ có một chiếc giỏ để đựng đồ nha. Đó, cũng không quá là lớn nhưng mà cũng không phải là nhỏ đâu. Đủ để chúng ta để khá là nhiều đồ ở đây. Đó, để mũ bảo hiểm chẳng hạn. Rồi, tiếp theo là về cái quan trọng nhất của chiếc xe này. Đây chính là phần thùng đằng sau, rất là rộng. Đây là chính là phần ghế ngồi nếu như mà chúng ta chở người. Còn nếu không này, đẩy lên thì nó sẽ trở thành phần tựa lưng của người lái. Và đằng sau sẽ là một không gian rất là rộng. Tôi nghĩ phần chiều dài này sẽ khoảng hơn 1 mét. Đó, rất là rộng này, để được cực kỳ nhiều thứ này các bạn ơi. Gõ vào đây chúng ta có thể cảm nhận được cái âm thanh kêu đúng không ạ? Là kim loại cực kỳ là chắc chắn nha. Kéo mạnh xuống, đó, chúng ta có thể dễ dàng là đưa đồ lên trên này. Đưa đồ lên trên xong rồi thì chúng ta sẽ đẩy mạnh vào thôi. Chiếc xe này có vành đúc nguyên khối, lốp địa hình không xăm. Hai bánh đằng sau thì là 300-12, khá là rộng, lớn đúng không ạ? Có thể tải được nhiều hàng. Còn đằng trước thì sẽ là 300-10 nha. Em này thì có động cơ là 1200W với 5 bình ắc quy. Trong một lần sạc thì có thể đi được một quãng đường là từ 80 đến 100 km và vận tốc sẽ dao động khoảng 40 đến 45 km/h. Và thực sự là chiếc xe này thì tôi nghĩ rằng là sẽ phù hợp đối với những khu du lịch này, nội khu khi mà cần phải khuân chở nhiều hàng, các cái ghế này hay là bàn hay là nhiều những cái vật dụng gì đó, hoặc là đối với những ai mà kinh doanh nhà hàng này, chở hải sản này, rồi cá tôm này kia, rồi bò lợn, rau củ quả đúng không? Cũng rất là dễ dàng để vận chuyển. Hoặc là những nơi nào mà xây dựng kiểu là xi măng, những cái đồ đơn giản hay là vôi gì đó, rồi là lúa gạo ở nông thôn chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là với một chiếc xe này thì cũng có thể chở được rất là nhiều đồ và phục vụ được nhu cầu của mọi người đấy ạ. Mặc dù chiếc xe này là để chở hàng nhưng mà vẫn có thể chở được người, một cô gái xinh đẹp như tôi chẳng hạn. Yên tâm là chiếc xe này phần ngồi đằng sau có thể ngồi được 2 người lớn hoặc là 3 bạn trẻ nhỏ nữa nha. Hoặc là ngồi ở trong này cũng được luôn nha mọi người nhá. Thực sự thì khi mà ngồi trên chiếc xe này thì tôi thấy là động cơ rất là mạnh, rất là khỏe. Vận tốc mà nhãn hàng đưa ra là từ 40 đến 45. Nhưng mà tôi cảm giác là xe này đi khá là nhanh và có một cái độ đầm nhất định nha. Rất là an toàn, động cơ cực kỳ khỏe luôn. Và nếu như những ai muốn biết thêm thông tin chi tiết về em Santong X10 này thì có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua website xeminhduc.com nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.